Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 14 tháng 9 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến những cái mặt hàng lan đẹp đáng sưu tầm, những cái mặt hàng kg rất là đẹp. Những cái giỏ hàng lan thuần, những cái lô kiều dẹt rất là tuyệt vời để giao lưu cùng cô chú anh chị và bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái dòng lan dáng hương Hải Âu, cái dòng hàng xanh mướt với cây lá xếp và vừa tầm ghép tuyệt vời luôn như vậy ạ. Với giá chỉ có 120.000 cho 1 kg thôi, em sẽ bán từ 0,3-0,5 kg cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương đuôi sóc ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em cái lô đuôi sóc quá là tuyệt vời đúng không ạ? Cây vừa tầm ghép, không quá lớn và cũng không quá nhỏ nhá. Trồng chậu hay ghép lũa đều rất là tuyệt vời luôn. Với giá em bán ở đây là 180.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là lô kiều vàng. Cái lô kiều vàng xanh mướt mắt đẹp tuyệt vời như thế này. Cắt tỉa rất là kỹ luôn, gần như tất cả những cái thân đều là những cái thân có lá có thể cho hoa. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Đó, cái lô hàng phải nói đẹp một cách xuất sắc đúng không ạ? Thân căng mướt và rất là tươi. Chờ đợi cho một cái mùa hoa xuân rực rỡ đấy ạ. Em bán với giá 180.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng phi hạc. Cái dòng lan gần như chịu nắng 100%, có thể chịu nắng 100%. Với những cái bông hoa sắc nét rất là đẹp, có thể sổ ra nhiều những cái mặt, cái màu sắc khác nhau. Hoa thì rất là bền hoa nhé, cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì cây đã bắt đầu là đứng ngọn và xuống lá rồi cô chú anh chị này, thân căng mướt và cô chú anh chị nhìn cho em thân rất là đẹp luôn đúng không ạ? Em bán là 130.000 cho 1 kg hoàng phi hạc. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan dáng hương hoàng nhạn ạ. Dòng dáng hương hoàng nhạn, đây là những cây đã được tuyển chọn cây từ tầm nhỡ trở lên cho đến cây lớn cô chú anh chị nhé. Và em cũng có cả những cái cây giống. Thế tùy cô chú anh chị muốn lấy cái dòng nào cũng được. Em sẽ bán với giá là 600.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg. Đấy, 0,1 kg. Tùy cô chú anh chị có thể lấy bao nhiêu cây, em sẽ nhặt cho cô chú anh chị. Nó có thể rơi khoảng tầm 3 cây, có thể rơi khoảng tầm 5 cây hoặc thậm chí là mười mấy cây cho 100 g luôn cô chú anh chị ạ. Em có cả cây nhớn, lớn, cây nhỏ và cây nhỡ nên là cô chú anh chị có thể có nhiều lựa chọn, hoặc là cô chú anh chị có thể chọn theo hình này giúp em cô chú anh chị này. Ở đây em có những cái phần này. Em có cái phần này, em gọi là phần số 1. Phần số 1 này có đến 25 cây nhé cô chú anh chị nhá. 25 cây hoàng nhạn với giá chỉ có 80.000 thôi và tất cả thì đều đầy đủ ngọn. Có cây nhỡ nhỡ xinh xinh, cũng có cái những cây nhỡ giống bé nhỏ. Phần số 2, 9 cây nhỡ xinh này cô chú anh chị này. Em bán với giá là 80.000 ạ. Và phần số 3 sẽ là cho ai yêu mến muốn sưu tầm những cây khủng và đẹp này. Những cây to và đẹp nhá. Như cây này lá mít tròn rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đó. Và một cây thứ 2 rất nhiều cặp lá và cây thứ 3 cũng lá tròn rất là đẹp. Lô 3 cây to này em bán với giá là 180.000. Đó. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan hài Henry. Cái dòng lan hài mà có cái bông hoa sắc tím hồng, cánh hoa sáp bóng rất là đẹp. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan hài Henry này ạ. Đây là cái mặt bông của dòng lan hài Henry nhá. Chuẩn mặt bông như thế này cô chú anh chị này. Mang hình dáng những chiếc hài hồng khá là lớn và sáp bóng rất là đẹp, cực kỳ là bền hoa luôn ạ. Đó, và hiện tại thì cây này nó đang là cái mùa hoa ấy, nên là cũng là cái mùa sinh trưởng mới, mùa ghép rất là đẹp trong năm của dòng lan hài Henry này. Giá em bán là 150.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg. 0,3 cô chú anh chị có thể làm được khoảng tầm 3 chậu hài Henry sinh rồi. Đó, tính ra thì mỗi một chậu có hơn chục nghìn cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Đấy, nên là rất là đáng sưu tầm, một dòng lan vừa rẻ mà vừa rất là đẹp. Tiếp sang bên này đây thì em có những cái cây đây là những cái cây lan phụ nữ này. À đâu, đây là những cái cây dendro, dòng dendro nắng hay là dendro da da, một cái dòng lan mà sẽ cho hoa quanh năm, hoa có thể có sắc tím này, hoặc là tím pha hồng rất là xinh này cô chú anh chị này.
Đấy, tím pha với cái màu 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 trắng rất là xinh đẹp. Đấy, nói chung ấy mặt bông thì nhiều mặt bông rất là xinh đẹp. Và cái dòng này thì nó sẽ cho mình hoa quanh năm, bởi vì là những cái bông này vừa mới tàn hoa thì những cái cây khác nó sẽ ra nụ và ra hoa, nên là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa quanh năm. Cái chậu nhiều thân và khỏe đẹp như vậy, giá là 60.000 cho một chậu nhé. Dòng đen rosa da, cây to và đẹp ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiếm. Đây là dòng lan kiếm kiếm tiên vũ của vùng rừng Tây Ninh cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu như vậy đều là những cây đều có rất là nhiều cây trưởng thành và có thể cho nụ cho hoa hết. Với giá em bán là 110.000 cho một cái chậu kiếm tiên vũ này, với cần hoa có thể dài cả mét cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây là mặt hàng kg, em có dòng lan Trần Mộng Xuân nhé. Cái dòng địa lan mà khi nói đến hoa Tết có lẽ là người ta không thể nào mà không nói đến một cái dòng hoa mà nở Tết, dòng địa lan Trần Mộng Xuân của rừng Việt Nam mình. Cái loại lan mà đẹp nổi tiếng gắn liền với cả huyền thoại về giấc mộng vua Trần, cô chú anh chị có thể tìm hiểu. Cái dòng này thì hiện tại là cây đã bắt đầu là hình thành nụ hết rồi, tại vì là hoa nó nở Tết, độ bền nó sẽ rơi khoảng tầm trên 3 tháng cô chú anh chị ạ. Độ bền trên 3 tháng, cần hoa thì dài cả mét luôn. Đó. Thì cái dòng này này thì không chỉ hoa đẹp đặc sắc rất là nổi tiếng mà người ta có thể trưng thân lá cũng rất là đẹp nhá. Ở những cái khách sạn như ở Sapa, như Sơn La, nhiều nơi người ta có sử dụng những cái cây này để cho vào chậu và để cho cái sảnh phòng khách, tạo không gian cực kỳ là đẹp cho cái khoảng sân đấy ạ. Và 1 kg em chỉ bán có 90.000 cho 1 kg thôi nhé. Trần Mộng Xuân 90.000 cho 1 kg. Vừa ngắm lá mà ngắm hoa thì trong vài tháng mà hoa nở Tết. Cái dòng địa lan hoa cực kỳ là đẹp. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu đen đô xuân. Hàng thân căng mướt luôn cô chú anh chị nhìn cho em này. Đó, thân bóng bẩy căng mướt, hiện tại cây đã bắt đầu dừng ngọn để chuẩn bị đứng ngọn để tích dưỡng chất để chuẩn bị cho cái mùa hoa Tết tới này rồi này. Cái dòng đen đô xuân hoa có hương thơm và độ bền cũng trên 2 tháng. Cô chú anh chị có thể nhìn cho em những cái bông hoa đen đô xuân rất là xinh đẹp. Đây là một số có hai cái bông nó nở lạc mùa nhá. Dạ, hai cái thân nó nở lạc mùa thôi. Còn lại thì một cái chậu như thế này thì nó sẽ rất là nhiều thân. Đảm bảo một điều rằng khi mà cô sẽ làm không làm cô chú anh chị thất vọng khi mà nó sổ hoa đâu ạ. Đấy, cô chú anh chị nhìn cho em thấy rồi đúng không ạ? Mặt bông gì thì rất là căng, rất là đẹp. Em bán một cái chậu như thế này chỉ có 150.000 cho một chậu thôi nhé cô chú anh chị nhé. 150.000 cho một chậu thôi. Đây là hàng của Việt Nam mình, hàng trồng thuần của Việt Nam ạ. Bình thường thì nếu như cô chú anh chị nào mà đã theo dõi và cũng như là sưu tầm lan lâu thì cô chú anh chị biết rằng là cứ đến Tết là dòng đen đô xuân này từ bên Trung Quốc người ta bán sang Việt Nam mình rất là nhiều. Cái chậu khoảng tầm 2 thân thôi cũng giá cũng trên 200.000 ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan. Đây là cái dòng lan Kiều Lộc Bắc nhá. Cái dòng hàng mà trước đây giá của nó là vài 300.000 cho một chậu Kiều Lộc Bắc như thế này cô chú anh chị ạ. Rất là nhiều thân đẹp. Và hàng này thì Kiều Lộc Bắc thường là hoa của nó là nở Tết nhá. Và một cái chậu Kiều Lộc Bắc như vậy em bán với giá chỉ có 130.000 cho một chậu thôi để cô chú anh chị có thể sưu tầm. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây lan Hồ Điệp với sắc hoa tím hồng rất là xinh đẹp luôn. Mỗi một cây hiện tại đang bắt đầu là nhú từ 1 cho đến 2 nụ, hàng bản lá mít tròn vo này cô chú anh chị này, xanh mướt, bộ rễ rất là khỏe luôn ạ. Đó, và một cái chậu như thế này thì em chỉ bán có 50.000 cho một chậu thôi. 50.000 cho một cái chậu lan đang nụ như thế này. Với một, nếu như cô chú anh chị sở hữu một chậu thôi thì cô chú anh chị có thể trồng để trong phòng khách hay bàn làm việc hay phòng ngủ đều tạo cái không gian rất là xinh đẹp cho không gian của gia đình mình. Sang bên này thì em có duy nhất một cái chậu trầm rồng đỏ. Duy nhất một chậu trầm rồng đỏ này thôi. Thì ở đây thì nó cũng có lỗi một thân cô chú anh chị ạ. Thì cái chậu trầm rồng đỏ này này bình thường em bán là 150.000 cho một chậu. Hôm nay em để cái chậu này giá là 100.000 nhá cô chú anh chị nhá. Giá 100.000 thì quá là bèo luôn đúng không ạ? 100.000 cho cái chậu trầm rồng đỏ này. Đấy, cả một chậu khá là nhiều thân như thế này nhá. Rồi ạ, sang bên này đây thì em có cái dòng lan mau die xanh. Cái dòng lan với bông hoa to đùng luôn, siêu bền hoa, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Đấy, dòng hài mau die xanh. Một chậu thì sẽ có khoảng tầm 2 cây rất là khỏe và đẹp như thế này. Đấy, em bán với giá là 250.000 cho một cái chậu mau die xanh nhá. Còn bên này sẽ là hài Leco Chilium. Cái dòng lan hài mà hoa rất là thơm, hoa đốm rất là thơm ạ. Em bán Leco Chilium
với giá là 150.000 cho một giò Lê Cô Trillium nhé. Sang bên này đây thì rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi ạ. Những cái giò lan thuần, những cái khóm Trần Mộng Xuân cô chú anh chị có thể sưu tầm. Đó, rất là đẹp luôn, em đã chia ra theo từng hình cô chú anh chị nhé. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị cái dòng Trần Mộng Xuân này thì rất là dễ trồng dễ chăm. Hiện tại em thấy là nhiều cái cây đã bắt đầu là có những cái nụ rất là nhiều rồi đấy. Cái cây này thì em thấy là nhiều cô chú anh chị nói là nó khó cho hoa, nhưng mà thực ra thì tầm thời điểm bây giờ ấy, cô chú anh chị về vứt vất vườn ở đâu thì em nghĩ rằng là nó vẫn cứ cho hoa. Bởi vì như cái vườn của nhà, như nhà em ấy thì cũng bán rất là nhiều năm rồi. Có những năm thì có những cái giò lan đi rồi là bị bom thì em bể về, em không cất luôn. Em để vào cái cạnh vườn luôn mà đến nó vẫn cứ phát triển và vẫn cứ cho cần hoa rất là dài và rất là đẹp luôn. Nên là cô chú anh chị cứ yên tâm, tầm này là mình sẽ được chơi hoa đẹp nhá. Rồi em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị này. Trước tiên sẽ là cái dòng kiều dẹt trước ạ. Kiều dẹt một cái dòng lan mà đẹp nhất trong tất cả những cái dòng lan kiều. Đây là nguyên một rề kiều dẹt luôn này cô chú anh chị này. Đẹp, và đây là cái dòng kiều dẹt của rừng Việt Nam mình nhá, với sắc hoa khá là đậm, vàng khá là đậm luôn. Kiều dẹt, cái rề kiều dẹt hình số 1 em bán là 180.000 cho nguyên một rề như vậy ạ. Hình kiều dẹt số 2 này, hình kiều dẹt số 2. Hình này thì em xin phép được bán với giá là 160.000 cho hình kiều dẹt số 2. Và hình kiều dẹt số 3, hình số 3, nó là có 3 rề tất cả đấy ạ. Em bán với giá là 180.000. Và hình số 4, một rề cực kỳ là đẹp luôn này, 180.000 cho hình rề số 4 này, thân to nù luôn cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 5. Hình số 5 chỗ này thì em có tất cả là 3 khóm rề như vậy. Em bán cái lô này với giá cũng là 180.000. Và hình số 6, số 6 là một lô khá là nhiều ạ. Tuy nhiên thì nó sẽ là cây của nó sẽ nhỏ hơn, và em bán cái lô này với giá là 170.000. Và hình số 7. Hình số 7 nguyên một cái rề thân căng nù luôn. Đấy, thân to mập nù luôn, em bán cái rề này với giá là cái rề thân to bự luôn. Cái rề này mà đến khi sổ hoa chắc chắn là sẽ rất là tuyệt vời, mặc dù nó hơi ít lá. Cái rề này em xin phép được bán với giá là 170.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 8. Hình số 8 chỗ này là có 2 rề cô chú anh chị này. Hai rề, và em xin phép phải bán cái lô này với giá là 180.000. Và sang hình tiếp theo là một cái giò trầm rừng nhá, trầm tím hàng rừng ạ. Cái bảng trầm tím hàng rừng này, hàng này hàng zin rừng cô chú anh chị nhá. Em bán cái bảng này với giá là 110.000. Và hình số 10 cũng là trầm tím hàng rừng đây. Em bán cái bảng này cũng với giá 110 ạ. Và hình số 11. Số 11 này 120.000. Và hình số 12, một cái bảng này rất là đẹp, em bán với giá là 140.000. Và một hình số 10, hình số 12, một chậu trầm này em bán với giá 130.000. Sau bên này đây sẽ là những cái giò long tu xuân cực kỳ là đẹp. Cô chú anh chị nhìn cho em này, dòng long tu xuân ở những nơi ấm áp có thể nở hoa Tết và cực rất là sai bông. Cô chú anh chị thấy ạ, hiện tại thân rất là đanh và những cái mắt nụ sai tăm tắp như thế này này. Đó, đây là hàng trồng thuần của vườn nhà em ấy. Mặc dù nó không dài, mượt, nhưng mà nó lại rất là cứng cáp và đẹp ạ. Em bán giò này nhiều thân như vậy ạ, với giá chỉ có 140.000 thôi nhá, là hình số 13. Hình số 14 này cũng là 140.000, cô chú anh chị nhìn thân cho em quá là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Quá là khỏe đẹp luôn đúng không ạ? Và hình tiếp theo sẽ là hình số 15, cũng là 140.000 này. Và hình số 16, long tu xuân, 140.000. Hình số 17, 140.000. Và hình số 18, quá đẹp cô chú anh chị ạ, nói chung là rất là chất lượng luôn. Hình số 18, 150.000. Và sang hình số 19 này, sang hình 19 ở đây, 140.000, cũng là 140.000, tùy cô chú anh chị lựa chọn. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 20, 150.000 ạ, rất là tuyệt vời luôn ạ. Và hình số 21, đây sẽ là một cái giò hoàng thảo vôi bắc. Vôi bắc thì cái hương thơm của nó chỉ đứng sau trầm thôi ạ. Và hình số, hình này, hình 21 này em bán với giá là 150.000 nhá. Mắt nụ cũng đã nổi rất là rõ rồi đấy ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 22, một cái giò rất là sum xuê, 150.000. Và hình 23. 23 cũng là 150.000 nhá. Sang bên này đây sẽ là phi điệp cánh viền. Những cái dòng phi điệp cánh viền này là một cái mặt bông rất là nổi tiếng. Hoa nó nở Tết bình thường cứ hàng hoa Tết là trên 100.000 cho một thân luôn ấy. Và đây là cái dòng này này. Đi dự những cái triển lãm về hoa lan được giải rất là cao, nên một mặt bông rất là tuyệt vời, nên là mới được nhân giống nhiều như vậy nhá. Và chắc chắn một điều, và hiện tại ý, thì một cái chậu này là chậu 24,
Có tất cả là 2, 4, 5 thân đẹp như vậy với giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000 cô chú anh chị sở hữu ngay một cái giò. Chắc chắn là hoa của nó sẽ rất là đẹp để cô chú anh chị chiêm ngưỡng ở mùa mùa xuân tới nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 25, cũng là 140.000. Và hình số 26, 140 ạ. 140 cô chú anh chị sở hữu ngay một cái giò lan rất là đẹp như thế này ạ. Đấy, chắc chắn cái một mặt bông của nó không làm cô chú anh chị thất vọng luôn. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 27, 140.000. Và hình số 28 cũng là 140.000 ạ. Và hình số 29 sẽ là 120.000 thôi nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình 30. 30 cũng là 130.000 này. Ồ, 30, 130.000 khá là nhiều thân. Hình số 31, 130.000. Sang bên này đây sẽ là những cái giò trầm cổ. Những cái giò trầm cổ hiện tại... giò trầm cổ có những cái thân, cái dòng này thì nói chung là khi mà cô chú ý chị trồng ấy, thân của nó rất là nù ạ. Nó thể dài khoảng tầm 1,5 m cô chú ý chị nhá. Đây là một cái dòng mà thân thủ rất là đẹp, mà đồng thời cái mặt bông của nó đỏ rất là đậm. Ngay từ cái thân của nó khi bắt đầu là đứng ngọn nhá, nó sẽ dần dần chuyển sang xoắn đỏ. Ngay từ cái thân của nó đã thể hiện cái màu sắc rất là tuyệt vời rồi. Khi còn hơi non xanh ấy, đang độ phát triển ấy, thì nó sẽ màu xanh, và khi mà đứng ngọn rồi ấy thì nó sẽ dần dần chuyển sang màu đỏ này cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Đó, cây này bây giờ đã khá là cứng cáp nên là sẽ dần chuyển sang màu đỏ cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan mà đã được giữ giống rất là lâu rồi, cái dòng trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi ạ. Một thân bình thường vừa rồi hàng hoa Tết em bán một thân là trên 100.000 luôn đấy cô chú anh chị. Đấy, hiện tại thì một cái chậu như thế này, em có cái chậu này gọi là chậu 32 này. Đó, trước mặt cô chú anh chị cũng phải rơi vào tầm 6 thân. Và em bán có 170 thôi nhá. Chắc chắn cho cô chú anh chị một cái giò lan rất là đẹp để thưởng thức rồi. Hình số 33 cũng là 170.000. Hình 34 này cô chú anh chị này. 2, 4, 6, 7 thân. Rất là to, đẹp luôn. Cái giò này em xin phép được bán với giá 180.000 ạ. Và hình số 35. 35 này thì giò này 4 thân thôi, nhưng mà một cái thân này phải nói là quá là tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Đây, cái giò này rất là đẹp. Xin phép em bán cái giò này, cái thân cao nhất cái giò này chắc khoảng tầm 80 sen ạ. Em bán cái giò này với giá là 190.000. Đấy, cái thân của nó to gần bằng cái ngón tay cái nhé. Hình tiếp theo là hình số 36. Cái giò này cũng là 6-7 thân gì đó. Thân cũng cao và dài rất là đẹp. Em bán cái giò này cũng với giá 180.000. Và hình số 37. 37 là 170.000 này cô chú anh chị này. Chung là nó cũng gần na ná như nhau cô chú anh chị ạ. Và hình số 38 cũng là 170.000. Giò này phải tầm 8 thân cô chú anh chị ạ. 8-9 thân gì đó. Và hình số 39, 170.000. Hàng này là chuẩn mặt bông cây giống nhé. Riêng cái dòng trầm cổ này không sai khác đi đâu được. Nhìn thân cái là cô chú anh chị biết ngay. Về nhìn thân là biết ngay. Không thể sai giống được cô chú anh chị ạ. 170. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 40. Em cũng bán nó là 170 cái giò này cô chú anh chị này. Cái này thì nó rất là dễ phân biệt cái dòng trầm khác. Cái dòng trầm cổ, trầm thanh củi này này. Dạ, sang bên này đây sẽ là những cái giò trần mộng xuân. Những cái lô trần mộng xuân này. Như lúc nãy em nói rồi nhá, về cô chú anh chị trồng đảm bảo là không chết. Cô chú anh chị chăm sóc mà tốt ạ, cây không chết ạ, thì nó sẽ cho cô chú anh chị hoa cực kỳ là tuyệt vời luôn. Mỗi cần hoa của dòng trần mộng xuân này, nếu như cô chú anh chị mua thời điểm Tết, nó rơi khoảng tầm 150 cho đến 200.000 cho một vòi hoa luôn ấy cô chú anh chị. Mỗi dề này rất là tuyệt vời luôn ạ. Đang bắt đầu là hình thành nụ hết rồi. Về cô chú anh chị trồng chắc chắn là được ngắm hoa đẹp. Cái hình này là hình 41. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Em thấy là có khá là nhiều những cái nụ đã hình thành rất là đều luôn. Đó. Thân rất là mập khỏe. Em bán cái dề này với giá 200.000 nhá. Là cái hình số 41. Và hình số 42 là cái dề này. Thân căng mướt luôn cô chú anh chị này. Nói chung là những giò này thì cô chú anh chị yên tâm là nó sẽ cho mình hoa đẹp hết nhá. Hình này em xin phép được bán với giá là 200.000 cho cái hình 42. Hình 43 cũng là một cái dề tròn vo, thân mập. Đấy, lá ngắn, tròn, đẹp cô chú anh chị ạ. Và cái hình 43 này em xin phép được bán với giá là 260.000 cho hình 43 này. Hình 44 này, hình 44 này nguyên hai dề ạ. Nó có hai dề cô chú anh chị này. Hai dề này em bán hai thôi em bán từng dề một đi.
biết đâu cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm những cái hàng nó nhỏ ấy. Đây cái dề này em xin phép bán 130.000, là hình số 44A nhá. Hình số 44 này, bên này sẽ là hình số 44 này, cũng là 130.000 ạ. Cô chú anh chị nhìn ạ, nù rất là đẹp luôn. Sang hình số 45, hình số 45 em bán với giá là 120.000. Hình 46 là một cái dề rất là to. Đó, một cái dề rất là to luôn nhá. Rất là nhiều giả hành luôn này cô chú anh chị này. Giờ này mà nó sổ hoa về cô chú anh chị trồng chăm được mà sổ hoa thì thôi rồi ạ. Cái dề này em xin phép được bán với giá là 350.000 ạ. 350.000 cho hình số 46. Hình 47. Hình 47 này chỗ này là có 3 dề ạ. Chỗ này có 3 dề cô chú anh chị nhá. 3 dề này em xin phép được bán với giá là đây. 3 dề này em xin phép được bán với giá là 150.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 48. Cái giò 48 này thì quá là đẹp luôn ạ. Cái giò rất là to, cực kỳ là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. 48 ạ, rất là to, khủng đẹp. Và cái giò này em xin phép được bán nó với giá là 420.000. Về cô chú anh chị trồng vào chậu đi, ngắm lá không cũng đủ mê rồi đấy cô chú anh chị này. Đó, rất là to nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 49. Cái dề này em bán với giá là 200.000. Nguyên một cái dề tròn vo như thế này, 200.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là 50, một cái lô dáng hương đuôi cáo. Nói chung là cái dáng hương đuôi cáo thì cái mùa này thời tiết khô hanh nên là cây nó không có được đẹp mã cô chú anh chị nhé, nó sẽ bị héo ạ. Nhà cô chú anh chị về ngâm dưỡng chất là nó sẽ hồi lại bình thường. Và cái lô dáng hương đuôi cáo 50 này nó có tổng tất cả 13 cây. Em bán với giá chỉ có 100.000 thôi. Về cho cô chú anh chị ghép được một trụ hoặc là một chậu rất là to rồi. Hình tiếp theo sẽ là hình 51. Cái lô này là 9 cây khá là lớn này. 9 cây khá là lớn với giá cũng chỉ có 100.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 52. Cái lô cáo 52 này thì có tất cả là bao nhiêu cây? Lô 52 này có đến 13 cây luôn và em cũng chỉ bán có 100.000 thôi cô chú anh chị này. Tầm bây giờ cô chú anh chị về trồng là sang xuân mình có được cái giò lan cáo đẹp, ngắm hoa ưng ý luôn đấy ạ. Rồi ạ, bên này em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một số những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng nhá. Đầu tiên là cái món măng cô chú anh chị ạ. Cái món măng mầm đảm bảo cô chú anh chị đã được dùng ăn một lần rồi, cô chú anh chị lấy một lần rồi, cô chú anh chị sẽ có lần 2 và lần 3 cô chú anh chị nhá. Măng quá là ngon và sạch luôn ạ. Em bán 1kg măng với giá là 200.000 trong 1kg. Cô chú anh chị được rất là nhiều bởi vì là 1kg khô này nó phải rơi khoảng tầm 9-10 cân hàng tươi ấy cô chú anh chị. Là tính ra với công mà người ta làm và phơi khô như thế này thì 200.000 1kg em nghĩ là rất là xứng đáng đúng không ạ? Rất là rẻ luôn ạ. Bên này thì em có chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng nhé. Cái loại chè sạch trồng ở vùng núi Phe Đén với độ cao trên 1.000m², có hương thơm cũng như là cái vị ngọt rất là đặc trưng luôn. Em bán với giá là 170.000 cho một cái túi chè ô long này. Và bên này sẽ là chuối hột khô, với giá em bán là 100.000 cho một túi 1kg. Dễ mũ tình với giá 120.000. Nấm ngọc cầu 150.000. Và tầm gửi cây xanh em bán 220.000, tầm gửi cây nghiến 190.000. Và bên này thì em có cái quả mắc mật khô nhé. Quả mắc mật khô, một cái gia vị của vùng Cao Bằng, em bán là 100.000 cho 1kg. Em sẽ bán từ 0,2-0,3kg để cô chú anh chị có thể thử cái một lần cái gia vị quả mắc mật của vùng Cao Bằng này. Bên này thì em có thêm hoàng tinh với giá là 200.000 cho 1kg ạ. Sang bên này thì em có những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan nhé. Vỏ thông ạ, em có đủ size 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong 1kg. Rêu rừng 50.000 trong 1kg. Dớn vụn, một cái giá thể trồng lan rất là tuyệt vời luôn, 50.000 trong 1kg, 40.000 trong 1kg. Bên này thì em có các chế phẩm dành cho hoa lan: Autonic 10.000 trong một gói, Duy Xanh 50.000, Duy Đỏ 60.000, Hùng Nguyễn 25.000 trong một lọ và 50.000 cho một cặp nhé. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ, B1 Thái 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ, siêu da rễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ, 3 loại phân bón thông minh tao chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ, Rotin cái thuốc sát khuẩn này em bán với giá là 100.000 cho một lọ. Đây là cái hàng gọi là nhập ngoại rất là tốt của chú anh chị nhé. Bên này thì em có cái đây là cái dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo tiện dụng luôn ạ. 35.000 trong một cuộn này. Và bên này phân bón dạng túi lọc với 20 túi lọc bên trong cung cấp dinh dưỡng kích rễ rất là tuyệt vời, giá 35.000 cho một cái hộp như vậy. Và bên này sẽ là Kinkinbon đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói nhé. Chichodema phân bón vi sinh kháng nấm
15.000 cho một gói chi chô đề ma như vậy, và một cái túi như vậy là 1 kg. Em bán với giá là 50.000 và một cái hộp như vậy 1 kg em bán với giá là 130.000. Chi chô đề ma này đặc biệt cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đậu tương. Sản phẩm đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Sản phẩm này em bán với giá là 35.000 cho một túi. Khi cô chú anh chị sử dụng cái sản phẩm này, cô chú anh chị có thể trộn với cả giá thể này hay là bón một cách trực tiếp cho cây. Phân đã được xử lý cũng như là nén viên rất là chặt. Chính vì vậy mà cô chú anh chị khi tưới nước sẽ không làm cái phân này nó bị tan và mủn ra, nên là tạo ra cái giá thể rất là thoáng, sạch để cây phát triển một cách tối ưu nhất. Và cái phân này nó sẽ tan trong cái thời gian rất là lâu. Chính vì vậy mà nó vừa cung cấp cái giá trị dinh dưỡng tuyệt vời, tan chậm, cung cấp lượng dinh dưỡng vừa đủ để cây phát triển, mà lại cung cấp trong cái thời gian rất là dài. Ủ men vi sinh, ủ kháng nấm rất là kỹ luôn, nên là hạn chế nấm bệnh một cách tối đa luôn. Và cái sản phẩm này, một cái điều nữa em cực kỳ ưng, đó là cô chú anh chị bón thoải mái giúp em và sẽ không có hiện tượng là bị đen cũng như là bị chột đầu rễ như là những cái dòng phân bón khác cô chú anh chị nhé. Nhiều cái loại phân bón thì chắc là cũng sẽ nhiều cô chú anh chị đã từng gặp là cô chú anh chị bón phân và cây bị tụt và bị hỏng rễ, có thể dẫn đến hỏng cây đúng không ạ? Nhưng mà riêng dòng phân này cô chú anh chị yên tâm giúp em bón thoải mái nhé. Và bên này thì em có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn, dạng và nhỏ giọt. Lọ như vậy em bán với giá là 40.000. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, và cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn, an thần rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Giảm đau một cách hiệu quả, không gây nóng rát cô chú anh chị nhé. Cái sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên, rất là lành tính luôn đấy ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú.